Xin chào tất cả anh em đam mê săn bể quay trở lại loa bẫy chim Tân Ánh nhá. Loa bẫy chim Tân Ánh chuyên cung cấp loa bẫy chim, loa điều khiển từ xa và phụ kiện săn bẫy nhá. Thì hôm nay shop em lại tiếp tục giới thiệu hai cái dòng loa mà shop em đang cung cấp. Hai dòng loa này, hai dòng loa cao cấp nhá, để phục vụ cho anh em đi săn bẫy. Đó là dòng loa AT100 và Q92 nhá các bác nhá. Thì em sẽ đi chi tiết quay chi tiết cái sản phẩm để phục để cho anh em xem nhé. Thế thì khi các bác mở hộp ra thì sẽ có bao gồm một cái hộp như thế này để đựng phụ kiện, tất cả những phụ kiện bên trên, và cái túi đựng loa luôn luôn là nó nằm ở vị trí bên dưới này nhé các bác nhé. Luôn luôn túi đựng loa nằm ở vị trí bên dưới, cho nên là khi nào anh em mà mở ra thì để ý ở bên dưới hộp giúp em nhé. Đấy. Đấy, nói chung là cái dòng AT này các bác kéo cái là nó rơi túi ra ngay. Thế còn cái dòng Q92 này thì các bác phải nhấc cái hộp này lên nhé, bởi vì nó dạng hộp mở. Còn cái này, cái AT100 là dạng hộp rút nhé các bác nhé. Đấy. Thì em sẽ quay chi tiết cho các bác xem. Bao gồm phụ kiện của nó bao gồm sẽ có cho các bác là một cáp sạc cho loa. Đấy, cái cáp sạc này, cáp sạc cho loa. Cáp sạc này nó sẽ là cáp sạc 10V nhé các bác nhé. 9V, cáp sạc 9V. Và một cái cáp sạc để dành cho điều khiển nhé các bác nhé. Điều khiển của cái dòng này thì nó được sử dụng bằng pin của điện thoại và dòng pin sạc nha các bác nhé. Đây, cổng sạc đây, cổng sạc 5V nha các bác nhé. Cổng sạc. Cái sạc của cái điều khiển này nó có cái ưu điểm là khi mà các bác sử dụng hết pin, sạc đầy mà các bác sử dụng hết pin, các bác quên không sạc thì các bác có thể, nói chung anh em đa số anh em đi rừng đều mang theo sạc dự phòng. Nếu mà đi rừng để săn bẫy đi lâu, đa số là đem theo sạc dự phòng, thì cái điều khiển này có thể sạc được từ sạc dự phòng của điện thoại sang sang pin của cái điều khiển này được nhé các bác nhé. Đây có pin của nó đây. Pin của nó thì dùng pin của Nokia đen trắng nhé các bác nhé. Đấy, sử dụng pin của Nokia đen trắng, các bác chỉ việc lắp vào là sử dụng thôi. Còn bình thường em sẽ để ở ngoài. Để ở ngoài này tránh bị hao pin nhé các bác nhé. Đấy. Thế thì dòng Q92 thì phụ kiện nó cũng có như vậy thôi. Phụ kiện của nó cũng sẽ có Q92 thì phụ kiện của nó cũng sẽ có một cái túi đựng loa ở bên dưới. Loa này, cáp sạc loa và cáp sạc điều khiển và quả pin ở bên dưới nhá. Đấy. Thế còn về cái ngoại hình và cái hình thức của hai dòng loa này thì nó cũng tương đương nhau nhá các bác nhá. Nó tương đương nhau thôi. Nó chỉ khác một chút về âm thanh và nó khác nhau về cái thời gian sử dụng của pin. Đấy, đấy thì cái dòng AT100 này các bác cũng có thể thấy là nó rất là giống nhau luôn. Nó rất là giống nhau. Đấy, rất là giống nhau luôn. Nhưng mà cái nó khác nhau về cái chất lượng bên trong. Đấy, khác nhau như thế nào? Cái nhất là âm thanh của con AT100. Nó sẽ âm thanh của nó sẽ trầm ấm hơn một chút. Nó sẽ trong tiếng hơn một chút. Đấy. Đấy. Tất cả những cái phím chức năng ở bên trên loa nó đều giống như nhau cả. Từ đèn báo pin này, rồi cổng thẻ nhớ, cổng USB, đèn màn hình báo, rồi các phím bấm, rồi các phím chức năng tắt mở, bát check nó đều giống nhau hết nhé các bác nhé. Nó chỉ khác nhau về cái âm thanh thôi. Âm thanh của con AT100 nó sẽ tốt hơn, nghe sẽ trong hơn, nó sẽ êm hơn so với con Q92 một chút thôi nhá. Và nó khác nhau chính là ở cái chất lượng pin. Nó khác nhau chính là ở cái chất lượng pin ở bên trong. Cái loa AT100 này thì nó được sử dụng hai đôi pin, hai quả pin cặp nha các bác nhá, hai quả pin cặp. Thời lượng sử dụng của nó sẽ từ 8 cho đến 10 14 tiếng sử dụng liên tục nha các bác nhá. Đấy, sẽ từ 8 đến 14 tiếng sử dụng liên tục. Đấy thì cái hàng này là hàng cao cấp, chuyên phục vụ cho anh em nào đi rừng, đi lâu ngày, đi 2 3 ngày, đi qua đêm, hay là gọi là đánh những cái dòng đi săn bẫy thú ấy, hoặc là đi săn bẫy những cái dòng chim nó khôn như kiểu gà rừng, gà gô, hay nhiều nơi gọi là con ca ca đấy. Đấy thì những cái dòng đấy nó rất là khôn, thì các bác phải sử dụng những cái dòng loa cao cấp như thế này thì cái nhất nó không có độ rè của âm thanh, của tiếng, của file khi phát ra. Đấy,
nó chân thực nhất, nó sát nhất so với cái âm thanh của con chim ở ngoài tự nhiên. Đấy, thì sẽ đảm bảo cái quá trình các bác đi săn bẫy nó sẽ thuận lợi, nó hiệu quả hơn nhé các bác nhé. Và cái quan trọng là anh em đi rừng ấy thì những cái dòng loa như thế này nó bị va đập này, nó bị dính một chút nước này, các bác không vào khi vào rừng thì không thể tránh được khỏi cái trời mưa, hoặc là các bác đi bị va đập một chút thì nó sẽ không ảnh hưởng gì. Còn những cái dòng loa nhựa nếu như va đập nó sẽ ảnh hưởng, nếu như va đập nhiều nó sẽ ảnh hưởng nha các bác nhé, nó sẽ ảnh hưởng đến chất lượng loa rồi có thể là bị vỡ loa. Đấy, bởi vì nó là vỏ nhựa mà. Thế còn cái dòng này thì nó là vỏ hợp kim nhôm nha các bác nhé, vỏ hợp kim nhôm nó sẽ đảm bảo cái độ chắc chắn cho các bác, khi bị va đập thì nó cũng chỉ méo thôi chứ nó không có vỡ được, mà nó méo thì nó cũng sẽ không bị ảnh hưởng đến cái chất lượng bảng mạch ở bên trong nha các bác nhé. Đấy, nó nếu như các bác mà để nó rơi hẳn xuống nước thì nó sẽ bị ảnh hưởng, bởi vì nó là hàng điện tử, khi các bác để nó nhúng hẳn xuống nước thì là nó sẽ bị ảnh hưởng đến cái bảng mạch và chất lượng loa bên trong. Thế còn nếu như mà chỉ khi các bác đeo mà chỉ gọi là dính nước mưa thôi, đấy, dính nước mưa ở trên những cái phím chức năng thì các bác chỉ cần thổi qua đi là lại sử dụng bình thường nha các bác nhé. Đấy, cái ưu điểm nữa là cái dòng loa này thì nó rất là bền, nó bền, tuổi thọ của nó dùng phải được đến gấp đôi, gấp ba so với cái dòng loa tầm trung như 898 hay 998 nha các bác nhé. Đấy, nó rất là bền. Đấy, có những cái loa em đã sử dụng, em đã trải nghiệm, có những cái loa em sử dụng đến thời điểm này là 5 năm rồi. Đấy, 5 6 năm rồi vẫn chưa bị hỏng nha các bác nhé. Còn đa số thì dùng cỡ tầm 3 4 năm. Đấy, còn những cái dòng loa mà em dùng, những cái loa như thế này mà em dùng 3 4 năm thì rất là nhiều rồi. Đấy, còn cái tuổi thọ cao nhất em đang dùng hiện tại để em đi săn bẫy là dùng 5 năm rồi, vẫn chưa hỏng nha các bác nhé. Đấy, đấy là ưu điểm của những cái hàng cao cấp. Nói chung là tiền nào thì của đấy nhá các bác nhé. Hàng cao cấp thì nó sẽ đi kèm với cái giá thành, nó sẽ cao hơn những cái dòng loa tầm trung. Đấy, nhưng mà nó sẽ đảm bảo chất lượng cho các bác khi đi săn bẫy nhá. Thời lượng sử dụng pin của cái con Q92 này thì nó sẽ được khoảng tầm từ 7 tiếng cho đến 10 tiếng, 10 11 tiếng sử dụng liên tục cho các bác nhé. Con Q92 thì nó sẽ nhẹ hơn con AT100 một chút. Đấy, bởi vì do kết cấu của loa bên trong cho nên là nó sẽ nhẹ hơn một chút nhé các bác nhé. Thời lượng sử dụng pin của nó cũng sẽ giảm đi một chút. Thì cũng tùy vào cái nhu cầu sử dụng của anh em và cái sở thích sử dụng của anh em. Anh em thích sử dụng dòng loa nào? Thì bên em có hai dòng loa cao cấp để phục vụ cho anh em chuyên đi săn bẫy, săn hàng nhé. Còn anh em nào mà muốn gọi là điều kiện kinh tế nó cũng chưa chưa cho phép để sử dụng những dòng loa cao cấp như thế này thì bên em vẫn luôn luôn cung cấp những cái dòng loa giá tầm trung cho anh em nhé. Đấy, như 898 rồi 998 thì nó chỉ có hơn 400. Đấy, thì là vừa tầm để cho anh em sử dụng. Thế còn ngoài ra, ngoài loa ra nhá thì bên em vẫn luôn cung cấp phụ kiện săn bẫy cho anh em nhé. Đây, phụ kiện thì mùa này thì cũng bắt đầu vào mùa gà rừng nhé các bác nhé. Bắt đầu vào mùa gà rừng thì bên em cũng có cung cấp cả giò bẫy gà rừng, giò đón này, giò đá này. Bên em bán cả những cái bộ giò đa năng để phục vụ cho anh em đi săn bẫy nhé. Đấy, giò thì rất là chất lượng. Đấy, giò này thì em đặt của nghệ nhân cũng rất là chất lượng nhé các bác nhé. Đấy, dù này, dù siêu bền. Cáp này, cáp xe rất là mịn luôn. Đấy, cáp này thì cáp đồng, chân đồng nha các bác nhá. Hàng rất là đẹp, hàng này ngụy trang rất là tốt nha các bác nhá. Hàng này ngụy trang cực kỳ là tốt khi vào rừng. Đấy. Đấy. Rồi những cái phụ kiện khác để phục vụ cho anh em đi săn bẫy thì em cũng đều có cung cấp nhá. Để anh em cần thêm cái phụ kiện rồi những cái dòng loa để phục vụ cho đam mê của mình thì cứ liên hệ trực tiếp cho em nhé. Nếu cần tư vấn thì cứ alo cho em, em sẽ tư vấn cho các bác. Còn nếu mà muốn đặt hàng thì các bác cứ alo trực tiếp cho em thì em sẽ gửi hàng cho các bác nhanh gọn lẹ nhé. Rồi, hẹn gặp lại các bác ở clip sau của em nhé. Xin chào.